Chào mừng các em đến với buổi học của bộ môn mỹ thuật ngày hôm nay. Chủ đề thứ năm của chúng ta, ở tiết trước chúng ta đã tìm hiểu đôi nét về nền mỹ thuật Việt Nam giai đoạn từ năm 1954 cho đến năm 1975. Và bài ngày hôm nay vẫn tiếp tục chủ đề về mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954-1975. Chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn qua bài một số tác giả tác phẩm tiêu biểu của mỹ thuật Việt Nam giai đoạn 1954 và 1975. Ở bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về ba họa sĩ tiêu biểu trong giai đoạn này. Đầu tiên là họa sĩ Trần Văn Cẩn, cùng với tác phẩm của ông đó là tác phẩm bức tranh sơn mài Tát nước đồng chim. Họa sĩ thứ hai cũng có những đóng góp rất là to lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam hiện đại, đó chính là họa sĩ Nguyễn Sáng với bức tranh sơn mài Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ. Và cuối cùng là họa sĩ Bùi Xuân Phái với các bức tranh về phố cổ Hà Nội. Đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về họa sĩ Trần Văn Cẩn với bức tranh sơn mài Tát nước đồng chim của ông. Và đây là chân dung của họa sĩ Trần Văn Cẩn. Thì ở tiết trước cô đã dặn các em về nhà xem trước bài, và hôm nay các em thông qua sách giáo khoa và cho cô biết đôi nét về tiểu sử họa sĩ Trần Văn Cẩn bằng cách là chúng ta sẽ gạch ý chính vào trong sách giáo khoa. Thì sau khi các bạn đã gạch những ý chính rồi về tiểu sử của họa sĩ Trần Văn Cẩn, thì cô cũng nói luôn họa sĩ Trần Văn Cẩn có những đóng góp rất là to lớn và đã được nhà nước tặng cho ông nhiều phần thưởng cao quý, trong đó có giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Phẩm bức tranh sơn mài Tát nước đồng chim của ông. Và đây là hình ảnh bức tranh sơn mài Tát nước đồng chim. Chúng ta hãy cùng xem tranh và cho cô biết tranh được sáng tác vào năm nào, chất liệu vẽ tranh là gì, nội dung, bố cục, màu sắc ra sao. Chúng ta sẽ trả lời phần câu hỏi này bằng hình thức là chúng ta gạch những ý vào trong sách giáo khoa để chúng ta nắm bài. Thì với tác phẩm Tát nước đồng chim của họa sĩ Trần Văn Cẩn là một trong những tác phẩm xuất sắc và cũng đã gặt hái được những cái thành công to lớn cho nền mỹ thuật Việt Nam về đề tài nông nghiệp. Nói tiếp với họa sĩ Trần Văn Cẩn thì chúng ta phải kể đến đó là họa sĩ Nguyễn Sáng, cũng với những cái bức tranh sơn mài Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Đây chính là chân dung của họa sĩ Nguyễn Sáng. Xem bài trong sách giáo khoa, các em hãy cho cô biết đôi nét về tiểu sử họa sĩ Nguyễn Sáng bằng cách chúng ta sẽ gạch những ý chính vào sách giáo khoa. Chúng ta nhớ bài. Thì cũng với những cái đóng góp to lớn cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam, thì họa sĩ Nguyễn Sáng cũng được nhà nước tặng cho ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Và những tác phẩm của ông luôn có một vị trí xứng đáng trong nền nghệ thuật cách mạng nước ta. Chúng ta cùng tìm hiểu bức tranh sơn mài Kết nạp đảng ở Điện Biên Phủ của họa sĩ Nguyễn Sáng. Chúng ta cùng xem tranh và cho cô biết bức tranh được sáng tác vào năm nào, chất liệu vẽ tranh là gì, nội dung, bố cục, màu sắc ra sao.
về người chiến sĩ cách mạng trong cuộc kháng chiến vĩ đại chống thực dân Pháp của nhân dân ta. Đó chính là đề tài muôn thuở của các họa sĩ trong giai đoạn này. Và cuối cùng chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về họa sĩ Bùi Xuân Phái với các bức tranh về phố cổ Hà Nội. Đây chính là chân dung của ông. Xem bài trong sách giáo khoa, yêu cầu các em cho cô biết đôi nét về tiểu sử họa sĩ Bùi Xuân Phái bằng cách dạch ý chính vào trong sách giáo khoa. Thì họa sĩ Bùi Xuân Phái cũng góp những cái công lao to lớn cho nền mỹ thuật hiện đại Việt Nam và cũng được nhà nước tặng cho ông giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật. Chúng ta cùng xem những cái bức tranh về phố cổ Hà Nội của ông. Những cái bức tranh này được ông vẽ về phố cổ với đề tài là phố cổ, cho nên là người ta hay ghép tên ông với lại tên tranh, thường là ghi là phố phái, có nghĩa là phố của Bùi Xuân Phái. Thì thông qua những cái bức tranh về phố cổ Hà Nội này, tôi yêu cầu các em cho cô biết những bức tranh này được sáng tác vào những năm nào, rồi chất liệu vẽ tranh là thường là những chất liệu gì, nội dung bố cục màu sắc trong những cái bức tranh phố cổ là gì, và chúng ta cũng gạch ý vào trong sách giáo khoa. Thì chúng ta đều biết phố cổ Hà Nội là một trong những mảng đề tài quan trọng trong sự nghiệp sáng tác của họa sĩ Bùi Xuân Phái, và ông đã được rất là nhiều người yêu mến về nghệ thuật cũng như là tranh vẽ của ông. Và phố cổ Hà Nội có một vị trí rất là xứng đáng trong nền mỹ thuật đương đại Việt Nam của chúng ta lúc bấy giờ. Ở phần hướng dẫn về nhà, cô yêu cầu chúng ta sẽ hoàn thành bài ghi và gạch những ý trong sách giáo khoa qua phần trả lời câu hỏi. Chuẩn bị cho cô bài tiếp theo, đó là bài trình bày về sách. Và dụng cụ chuẩn bị vẫn là tập ghi, sách giáo khoa, bút chì, bút dạ, thước, giấy màu, kéo và keo dán. Chúng ta chuẩn bị đầy đủ để tiết sau chúng ta sẽ thực hành nha các em. Tiết học của chúng ta tới đây là hết. Thân ái chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe. Hẹn các em vào tuần